Xin chào tất cả anh em. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái điều mà từ trước đến giờ mình chưa từng làm bao giờ và mình nghĩ rằng cũng sẽ rất có ít người có thể làm được và có cơ hội làm được nó. Đó chính là làm crash cái chiếc Mac Studio đây. Nhưng mà cái chiếc Mac Studio này nó là chiếc Mac Studio mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể tiếp cận được. Và bên trong nó chính là con ROG M1 Ultra 64 nhân GPU và RAM của nó là 128GB. Dĩ nhiên là trừ SSD ra thôi, bởi vì SSD tối đa nó là 8T, còn chiếc máy này SSD là 2TB thôi. Và ok, còn chần chờ gì nữa, bắt đầu thôi. Yeah, boy. Trước khi bắt đầu cái thử nghiệm hết sức là thú vị này thì mình sẽ tiến hành forkquick hết tất cả những cái ứng dụng mà mình đang bật ở trên chiếc máy này. Sau đó mình sẽ restart lại để cho nó trở về cái trạng thái tạm gọi là nguyên bản nhất để chúng ta có thể bắt đầu cái bài thử nghiệm và cái cuộc hành hạ cái con Mac Studio này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành forkquick hết mấy cái ứng dụng này. Forkquick hết, trở về trạng thái nguyên bản ban đầu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành restart lại chiếc Mac Studio này. Ok, trong khi đợi restart thì mình muốn chia sẻ với anh em một xíu là chiếc Mac Studio này với cái cấu hình này đã đang được bán tại Việt Nam với cái mức giá là khoảng 160 triệu. Nếu như mà anh em mua thêm cái màn hình Studio Display này có mức giá khoảng 40 triệu nữa thì chúng ta sẽ có cái combo làm việc là chẵn 200. Ok. Thì nếu mà anh em nào mà muốn mua những cái sản phẩm của Apple á thì anh em có thể tham khảo trên vendor.vn, mình mượn cái bộ này từ vendor. Rồi. Thì trước tiên mình sẽ kiểm tra activity monitor thì nó đang sử dụng là khoảng 7,79GB. Mình đang thực hiện quay lại màn hình của cái chiếc Mac Studio này đang sử dụng khoảng 7,75GB. Chưa bật gì hết nha, chưa bật bất cứ một cái gì hết. Chỉ mới là bật quay màn hình thôi thì nó đã tốn khoảng 7,7GB rồi. Và bây giờ mình sẽ đếm các cái tác vụ mà mình sẽ làm cho cái chiếc Mac Studio này nó bị crash. Cái tác vụ đầu tiên đó là mình sẽ mở khoảng 60 cái tab YouTube 8K đó, để xem là nó sẽ chiếm bao nhiêu dung lượng RAM. 60 tab YouTube 8K. Bây giờ mình sẽ mở YouTube nè. Đây, mình đã mở sẵn một cái rồi là Việt Nam với độ phân giải 8K 60 frame. Rồi, bây giờ mình sẽ copy và mình sẽ mở khoảng 60. Đây. Đây. Đó, anh em thấy mình mở tab mới, xong rồi mình pass rồi mình enter, mọi thứ diễn ra rất là nhanh. Đó, rất mượt mà luôn. Hiện tại bây giờ Activity Monitor đang báo là chiếc máy này nó đang sử dụng khoảng là 34,2GB RAM. Và cái swap của nó vẫn chưa sử dụng bất cứ một dung lượng nào hết, tức là swap bây giờ vẫn đang là 0. Đó. Mình tắt mấy cái tab thừa này đi. Cái này là new tab thôi nha anh em, không ảnh hưởng gì hết. Mình vẫn để cái đó, anh em bắt đầu thấy nó bắt đầu khựng khựng rồi đó. Anh em có thể thấy được rằng là cái tình trạng khựng và lắc nó đã bắt đầu xảy ra rồi. Nhưng mà về cơ bản thì chúng ta vẫn thao tác được. Nó hơi chậm xíu thôi, nhưng mà vẫn làm được. Đó, tình trạng khựng và lắc nó đã xảy ra. Đó, anh em có thể thấy rõ ở trên màn hình. Đó, cái việc chuyển tab bây giờ nó không còn mượt mà như là khi chúng ta mở khoảng 10-20 tab nữa. Nhưng mà cũng phải nói với anh em rằng là rất là ít ai có nhu cầu họ mở nhiêu đây tab Chrome hết. Đó. Và mình chỉ đang muốn cho anh em thấy được rằng là để mà có thể làm crash và làm lắc được cái chiếc Mac Studio này thì chúng ta sẽ cần phải đến những cái tác vụ cực kỳ nặng. Đó. Ok, bây giờ để cái Chrome nó vẫn chạy đây đi. Bây giờ mình sẽ để cái Chrome ở đây cho nó chạy. Mình sẽ chuyển sang cái tác vụ thứ hai. Đó là Premiere Pro. Thì mình sẽ tiến hành render khoảng 8 cái project 8K ở trên Premiere Pro mà mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Bây giờ mình sẽ mở Media Encoder lên nè.
Thì mỗi video nó sẽ có cái độ dài vào khoảng là gần 5 phút. Bây giờ hiện tại là cái trình Activity Monitor đang báo là dung lượng RAM đã sử dụng là khoảng 88GB. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chép cái sụt vô. Mình chép cái sụt. Sụt là 8K nha. Đây. Mình sẽ copy sụt vào và mình sẽ duplicate nó lên. Tiếp theo là mình sẽ duplicate nó lên. Khoảng 8 bản là được. Sau khi mà mình chạy render thì mình sẽ để đó và mình sẽ tiếp tục đi qua cái tác vụ thứ ba. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái định dạng nè. Mình sẽ chọn định dạng là HEVC và mình sẽ chọn cái bitrate là cao. Ok cái. Rồi. Điều thứ hai mình sẽ để là Apple ProRes luôn. Rồi. Cái thứ ba thì mình sẽ chọn format HEVC và mình sẽ chọn 8K Ultra HD luôn. Và bây giờ mình sẽ cho nó render ba cái đầu tiên này. Đó. Rồi, nó sẽ render ba cái này. Rồi bây giờ mình để đó. Đây. Bây giờ thì trình Activity Monitor nó đã báo là lên khoảng 108GB rồi. Rồi, 111GB rồi. Tiếp theo mình sẽ mở cái tác vụ tiếp, đó là mở Photoshop. Bây giờ mình sẽ mở Photoshop và mình sẽ import khoảng 5 cái file BSD vào. Đó, và mình bỏ cái file BSD vào để mình tiếp tục công việc. Giờ mình sẽ chọn là Open File nè. Mở một cái file BSD trước. Rồi, file đầu tiên. Mình sẽ mở tiếp cái file thứ hai. Vẫn khá là nhanh ha. Thì bây giờ cái trình Activity Monitor đang báo là khoảng 116GB. Mình sẽ mở tiếp một cái file thứ ba. File BSD hết. Tiếp với một cái file nữa, file thứ tư nè. File thứ tư khá là nặng ha. Nó là một hình được chỉnh sửa với rất nhiều những cái layer khác nhau ở trong này. Thì mình cũng đã mở đây những trình để anh em có thể theo dõi coi là CPU nó hoạt động ra sao và GPU nó hoạt động ra sao. Thì anh em thấy rằng là 20 nhân CPU của con M1 Ultra nó đang đều hoạt động cách tối đa. GPU thì cũng tương tự như vậy luôn. Đây GPU ở trên này đây. Bây giờ đang báo là khoảng 114-115GB. Rồi, mình mở thử tiếp một cái file BSD nữa. Đây thì anh em thấy là cái file của nó bắt đầu load khá là chậm để nó có thể render được cho mình xem. Rồi, 4 file đây. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang cái tác vụ khác, đó là Blender. Rồi thì Blender đó là một cái phần mềm miễn phí và chúng ta có thể tải về, chúng ta có thể thử được những cái project mà Blender họ cung cấp luôn. Thì mình sẽ mở một cái project Classroom. Đó. Thì đây là cái project Classroom mà mình tải ở trên cái trang chủ của Blender và mình sẽ cho nó chạy ở đây. Thì mình sẽ chỉ cho nó chạy thế này thôi để mình demo cho anh em xem thêm một cái tác vụ về Blender nữa để xem như là cái hiệu quả xử lý của M1 Ultra 128GB RAM này nó sẽ như thế nào. Bây giờ mở thử cái trình Activity Monitor lên nhé. Thì nó báo là ngốn khoảng 116GB RAM rồi. Rồi, đến cái tác vụ tiếp theo, đó là mình sẽ mở Lightroom và import hình, cũng như là mình sẽ sync reset và mình sẽ export nó ra ở cái định dạng JPEG với cái độ phân giải gốc luôn. Thì mình đã import sẵn vào đây khoảng 50 tấm hình RAW chụp từ chiếc GFX. Mình sẽ cho anh em xem về cái tấm hình đó. Thì mỗi cái tấm hình nó sẽ rơi vào khoảng là gần 100MB. Thì đây là những cái tấm hình mình đã import vào. Khi mà mình chuyển qua giữa những cái tấm hình như thế này á, thì cái tình trạng phản hồi nó hơi chậm một chút xíu, nó hơi chậm một chút xíu so với lại cái thao tác trên tay của mình. Đó, và một số tấm hình thì nó cần phải có cái thời gian để nó render ra hết rõ ràng cho anh em xem. Nó không còn nhanh như là cái lúc mà mình chỉ mở mỗi trình Lightroom không. Đó. Thì bây giờ mình sẽ áp thử một cái reset vào cho một cái tấm hình, sau đó mình sẽ sync hết cho toàn bộ những cái tấm hình khác ở đây. Bây giờ mình sẽ áp cái reset ngẫu nhiên. Mình sẽ áp một cái này, sau đó mình sẽ copy lại và mình sẽ pass qua cho hết tất cả những cái tấm hình khác ở đây. Phản hồi nó lúc này vẫn còn tương đối nhanh, nhưng mà cái tình trạng mà bị chậm hơn so với cái thao tác tay của mình là có. Mình sẽ pass cái edit qua
cho hết tất cả 50 tấm hình. Sau khi mà mình sinh hết rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình export tấm hình, 50 tấm hình này ra. Mình sẽ tiến hành export. Rồi, thì tới đây bây giờ mình sẽ mở cái trình Activity Monitor lên để cho anh em xem coi là RAM của nó tiêu thụ là bao nhiêu nha. Bây giờ cái trình là tiêu thôi, nó đang hiển thị là khoảng 115GB. À, bây giờ mình đang chọn cái độ phân giải là full size và chất lượng là 100%. Rồi, mình chọn thêm watermark vô luôn. Bình thường á là chúng ta sẽ chờ nó render hết như thế này. Đó, nó sẽ render hết ra, sau đó chúng ta sẽ export ra. Tới cái lúc này á thì máy bắt đầu nó phản hồi khá là chậm. Và anh em thấy rằng là cái vòng tròn nó render, để nó render từng cái tấm hình của chúng ta nó tương đối lâu. Đó. Và bây giờ những tấm hình này hiện tại bây giờ chúng ta vẫn chưa có thấy được chi tiết như thế nào. Và mình khi mà mình chọn gắn watermark vô á, mình chọn gắn watermark thì nó vẫn chưa có render xong. Bây giờ mở lại cái trình Activity Monitor, nó đã nhảy lên khoảng 120GB, 119GB rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ mình cứ bấm export ra. Đó, bắt đầu mình đã cảm thấy cái tình trạng giật rồi. Mình tạo folder nè, mình tạo một cái folder test đi. Folder test. Rồi, mình sẽ export ra đây. Đó, bắt đầu bây giờ máy bắt đầu có tình trạng là khức rồi nè. Nó đang tiến hành export. Để đó, bây giờ mình mở Apple TV lên coi phim. Một cái tác vụ nữa, mình sẽ mở một cái bộ phim trên Apple TV để mình coi. Đợi Apple TV nó load. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn một cái bộ phim For All Mankind, bấm play. Anh em thấy rằng là cái thao tác thì của nó khá là chậm so với lại thông thường thì khi mình mở bấm vô nó hiển thị rất là nhanh, mà đây nó khá là chậm. Mình sẽ cho nó hiển thị ở cái ở chế độ picture in picture. Rồi, đang cho nó hiển thị ở chế độ picture in picture thì anh em nhìn vào cái biểu đồ này, anh em thấy là CPU và GPU nó đang hoạt động gần như là tối đa rồi. Giờ mình sẽ mở qua cái CPU để coi là nó đang sử dụng khoảng bao nhiêu. Thì nó đang sử dụng là khoảng 62%, 53%, có những lúc nó nhảy lên đến 96-97% lận. Đó, và như anh em thấy thì bây giờ mình quay lại cái tab memory, anh em thấy rằng là nó đã hiển thị về cái áp lực về cái bộ nhớ của nó đã quá tải rồi, tức là cái bộ nhớ của con M1 Ultra này, của con Mac Studio này, nó đã hoạt động một cách hết công suất rồi, và bây giờ nó đã bắt đầu sử dụng đến swap, tức là nó sẽ lấy SSD để làm RAM ảo. Đó, thì bây giờ nó đang sử dụng khoảng 2,21GB bộ nhớ để swap, mà cái dung lượng RAM sử dụng thực tế đang là khoảng 118GB, khoảng 120GB, tức là nó vẫn thực tế cái RAM nó vẫn còn dư khoảng 8GB, nhưng mà RAM còn dư lại á, là để dành cho những cái tác vụ hệ thống khác, cho nên là nó bắt buộc là nó phải sử dụng cái bộ nhớ để nó swap. Thì lúc này nó đã tăng lên khoảng 5GB rồi, để nó phục vụ cho các công việc như là khi mà mình render video nè, và khi mà mình đó, anh em thấy rằng là cái sự khực và lắc nó đã xảy ra ở trên chiếc máy này. Và bây giờ export 50 tấm hình nó vẫn chưa xong luôn. Rồi, có vẻ như là đến lúc này Lightroom của mình nó đã đứng rồi. Lightroom của mình bây giờ nó đứng rồi, và bây giờ tình trạng khức và lắc nó đã bắt đầu xảy ra rồi. Nghe thấy là khi mà mình zoom vô zoom ra nó phản hồi rất là chậm, và khức và lắc là thấy rõ. Đó. Tất cả mọi thứ nó đều hoạt động hết công suất. Bây giờ swap nó sẽ lên là 11,3GB rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cái trình forward lên để mình cho anh em xem. Lắc rồi nè, anh em thấy rõ ràng cái tình trạng khựng và lắc trên cái chiếc Mac Studio có trị giá là 160 triệu, 128GB RAM, 2TB SSD. Bây giờ mình sẽ bấm vô để mình mở cái trình forward lên. Bây giờ bấm vô nó cũng sẽ bị chậm nữa. Tức là ở trên đây mình đang thực hiện rất nhiều tác vụ, rất nhiều những cái
công việc đòi hỏi cái tài nguyên rất là lớn. Và mình thấy là chủ yếu nó sẽ đến từ cái việc là mình mở khoảng 60 cái tab Chrome, YouTube 8K, nó đã ngốn khoảng gần 100GB RAM rồi. Bây giờ mình đang mở cái trình For Quick thì mọi thứ nó vẫn đang hoạt động. Nhưng mà cái tình trạng giật và lắc là có xảy ra như anh em thấy nãy giờ. Rồi thì qua tất cả các tác vụ mà mình vừa thử nghiệm với anh em á, thì chiếc máy này, Mac Studio này, nó đã khựng và nó đã lắc rồi. Dĩ nhiên là để mà chúng ta có thể làm crash được nó, để có thể làm đứng được nó, thì chúng ta phải cần thêm, có thể cần thêm nhiều một số các tác vụ khác nữa. Nhưng mà tới đây thì mình gần như mình không thể thao tác thêm được những cái tác vụ nào khác nữa, bởi vì cái tốc độ nó mở lên khá là chậm. Bây giờ mình sẽ thử kiểm tra cái nhiệt độ của cái chiếc Mac Studio này, xem là cái bề mặt tỏa ra của nó là khoảng bao nhiêu độ C. Thì mình sẽ dùng cái súng đo nhiệt như thế này để mình đo vào. Thì bây giờ mình sẽ đo thử coi là cái nhiệt tỏa ra nó bao nhiêu. Trên cái bề mặt của chiếc Mac Studio này nó đang là khoảng là 38 độ. Đó, ngay ở phía đằng sau gần cái khu vực tản nhiệt nhất thì nó đang là 38 độ. Còn bản thân mình khi mà mình đặt tay lên, mình sờ vào thì nó ấm, nó khá là ấm. Và cái mặt nóng nhất của nó sẽ là cái mặt phía đằng sau này, cái mặt phía của cái quạt tản nhiệt này. Còn về cái âm thanh của cái quạt tản nhiệt thì ở cái vị trí của mình ngồi hiện tại đây thì mình không thể nào nghe được cái tiếng quạt của cái chiếc Mac Studio này quay. Có lẽ là mình phải ghé sát tai vào, có thể chúng ta sẽ nghe được tiếng quạt, nhưng mà quạt của nó hoạt động rất là yên tĩnh đó. Thì đây cũng là một trong những cái ưu điểm của cái chiếc Mac Studio này. Rồi vậy thì mình sẽ tạm ngưng cái thử nghiệm của mình ở đây. Và cho đến thời điểm hiện tại này thì có thể khẳng định được rằng là cái công cuộc làm cho cái chiếc Mac Studio này nó bị lắc và nó bị khựng của mình đã là thành công. Thì cũng qua cái bài thử nghiệm này luôn thì mình nhận ra một điều rằng là để mà làm cho cái chiếc Mac này nó lắc thì nó cũng không phải là một chuyện đơn giản đâu. Bởi vì trong thực tế không có ai mở 60 cái tab Chrome YouTube 8K như là mình hết. Và nếu như mà không có cái tác vụ cực kỳ nặng nề đó thì cái chiếc Mac Studio này với những cái tác vụ còn lại nó vẫn có thể đảm đương được một cách rất là mượt mà, một cách rất là bình thường. Đó, thì anh em có thể thấy được cái sức mạnh của cái chiếc Mac Studio 160 triệu này như thế nào rồi. Ok, vậy thì anh em nghĩ sao về cái chiếc Mac Studio này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và nếu như anh em thấy video hay, cũng như anh em muốn sau này sẽ có thêm nhiều cái video dạng như vậy nữa, thì anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Và mình là Trà Huy, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.